Vâng, xin chào ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn canh lít đổi ký cũng như là hiệu chỉnh lại cân model XK315A1-B series ha. Rồi, để tiến hành cài đặt thì mình thao tác như sau. Một tay giữ nhấn giữ phím zero, tay mở nguồn. Rồi, đợi cho con khởi động về không ha. Rồi, mình nhấn phím sao. Màn hình con hiện như này ha, can XB. Mình nhấn phím mũi tên ngang ha. Mình nhấn phím sao tiếp. Nhấn phím sao tiếp ha. Là để vô chế độ cài đặt mức cáp hoặc là D. Còn nhấn ngang qua là để vào chế độ canh lít. Rồi này, để cài đặt thì mình chỉ cần nhấn là ví dụ như D là bước nhảy. Của mình là 0.1 ha. Muốn di chuyển thì nhấn phím mũi tên hướng lên. Rồi, hiện tại mình sẽ để là 100kg 10g nha. Rồi, 10g. Nhấn phím sao. Rồi, để thay đổi mức ký thì mình cũng dùng phím mũi tên di chuyển qua ha. Rồi, muốn di chuyển thì nhấn phím mũi tên thôi. Này 100kg 100. Rồi, 100 ha, nhấn phím sao. Rồi, này phiêu chỉnh phiêu thôi. Này tự động 00 ha. Địa chỉ bao. Rồi, để canh clip thì mình cũng nhấn phím sao. Nhấn phím mũi tên đi qua ha. Con lấy điểm canh không, nhấn phím sao xác nhận. Rồi, con sẽ hiện là canh không ha. Rồi, con hiện mức quả mình có, quả con ví dụ hiện tại mình có 20kg thì mình dùng phím mũi tên đi qua nhập 20kg vào ha. 1 2. Rồi, đặt khối lượng 20kg lên bàn con. Sau khi đặt 20kg thì 20kg này mình có thể là quả cân hoặc là một khối lượng nào đó mình đã cân được và đã biết được cái trọng lượng của nó ha. Rồi 20 hoặc là 21 gì tùy ha. Rồi sau khi mà đặt lên mình nhấn phím sao xác nhận. Rồi quá trình hiệu chỉnh đã xong ha.